Hello, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh kiếm tiền online của mình nhé. Trang web chat này Zalo uy tín, giao dịch tự động 24/7, hiện tại gọi là uy tín nhất trên thị trường rồi. Thì anh em có thể tham gia em chiến các con game này để kiếm thu nhập hàng ngày nhé. Ở đây thì sẽ có đa dạng trò chơi cho em lựa chọn từ chắn lẻ, tài xỉu, chắn lẻ 2, 1/3, gấp 3 số và tổng 3 số. Anh em chơi trò nào cũng được nha. Đó thì mình khuyên anh em nên chơi những trò tỷ lệ thắng cao như là trò chắn lẻ này, chắn lẻ 2 này và tài xỉu này. Đây là ba cái trò chơi mà anh em có thể kiếm tiền cực kỳ hiệu quả luôn. Anh em thấy này, mình cũng chơi cực kỳ là nhiều nhanh nha. Đó. Và đây là một trang web uy tín và mình chơi toàn số tiền lớn nha anh em. Đánh toàn 100, 200 nghìn một tay này anh em ạ. Đó, và trang web này cực kỳ uy tín luôn. Giao dịch tự động 24/7 và banh chỉ trong vòng 10 giây thôi. Đó, chứ không phải là 30 giây như trang web nói nha. Cực kỳ là nhanh luôn anh em ạ. Anh em bấm vào phần nhiệm vụ hàng ngày. Ở đây thì anh em có thể đua top, nhận các mốc chơi từ 1 triệu cho đến 45 triệu. Đó, anh em nhận được toàn bộ số tiền ở đây. Đó, tính sơ sơ được 770 nha anh em. Quá ngon đúng không? Đó, ngoài ra thì còn Zalo 5 phút này, anh em bấm vào đây thì thấy này, tỷ lệ thắng là 1.96 này. Đó, và em thì thấy cứ 5 phút nó sẽ quay một lần, 5 phút nó sẽ quay một lần, thấy chưa? Quá ngon đúng không? Thì anh em có thể kiếm thêm tiền bằng cái trò chơi này nhá. Ok, thì bây giờ không lên thêm nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em chơi trò 1/3 anh em ơi. Ở đây thì anh em thấy tỷ lệ thắng là x3, tỷ lệ thắng là x3 nha. Và anh em chơi có thể chơi trò kết quả ra 0 này, tỷ lệ thắng sẽ là x6. Được chưa? Hôm nay thì mình sẽ chơi N2 nha. N2 tỷ lệ là 456 và tỷ lệ sẽ là x3. Ok, thì bây giờ không lên thuyền nữa, mình sẽ quất luôn này. Mình sẽ đánh một tay N2 này. Anh em đánh gì thì em chọn vào nội dung. Đầu tiên chọn nội dung này, sau đó chọn tiền cược. Ví dụ tay đầu mình đánh tầm bao nhiêu nhỉ? 50.000 thôi. 50.000 thôi. Mình nhập số điện thoại nhận thưởng này. Đó, sau đó mình đấm đặt cược. Nếu mà anh em vốn nhỏ thì em có thể đánh nhỏ. Đó, còn vốn lớn thì anh em đánh lớn nha. Ở đây mình đánh 50.000 thôi. Đó, và đặt cược ngay này. Đó, và thanh toán này. Cái này thì kết quả ra 456 thì mình sẽ ăn nha. Và nó sẽ căn cứ vào cái số cuối của mã giao dịch ZaloPay, được chưa? Để trả thưởng cho anh em, cực kỳ uy tín luôn. Ở đó thì em thì thấy ở đây mình có 2.250.000 nha. Để xem hôm nay là sẽ thắng hay là thua đây. Đánh cái này thì hoàn toàn xanh chín rồi. Ồ, ra 3 anh em ơi. Đây đầu ra N1 nha. Đây ra N1. Thì cái này mình sẽ đánh tiếp tục lên là 100.000. Và bật tiếp tục này. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ bấm tiếp theo. Để cho mình bấm tiếp theo này. Ồ, tay này ra N3 anh em ơi. Ra N3 này. Ok, tiếp tục. Bây giờ thì mình sẽ đánh lên. À, vẫn đánh tiếp tục là 100.000 nha. Bởi vì ở đây tỷ lệ thắng là x3. Vì vậy mà thắng thì sẽ được thành 300. Mà hiện tại thì mình mới đánh có 250 thôi. 250, đánh tay này nữa là 250 nha. Đó, thì mình cất luôn. Được chưa? Cất này. Được lại. X7 là 0 anh em ơi. 0. Gáy tiếp anh em ơi. Vậy mình sẽ đánh lên 250.000. N3 anh em, N2 tiếp. Phải lại ra 3 anh em. Và tiếp tục nhỉ. Đó, thì bây giờ thì mình phải quất tiếp thành lên 200 rồi. Từ nay ra N1 quá nhiều. N1 2 tay rồi. Ok, ăn được 1 tay nha. Ăn được 1 tay 200 này. Thấy không? Quá ngon. Để mình xem nào. Ok, tiếp tục mình sẽ đánh xuống lại. Đánh về mức ban đầu là 100. Đó, vẫn ở 2 tiếp anh em. Thì ở đây thì em cứ đánh đúng theo cái công thức mình để ra lúc ban đầu. Về tiền rồi nhá. Về tiền rồi, đánh 100 luôn. Ok, hút tiếp nha. Như vậy được thêm 200. Quá ngon đúng không anh em? Được thêm 200 rồi. Đợi cộng tiền thôi. Có thông báo nhận tiền một phát là mình lại quất tiếp nha. Đó, ăn một tay 100, ăn một tay 200 này. Được chưa? Anh em đánh thì cứ theo công thức mà quất thôi. Quay lại mức vốn ban đầu là 50.000 đi. Đó, ăn hiện tại đang lãi 200 rồi. Đó, lãi 200 nha. Ok, tay này gáy nha anh em. Gáy cho ta đánh lên 100 này. Đánh lên 100 để gỡ này. Có mẹ từ nay thề với anh em luôn, ra cực kỳ nhiều ba luôn nha. Từ nay ra cực kỳ nhiều ba luôn. 150 này. Hiện tại đang lãi 50.000 thôi. Ok, tay này hút nhanh nha. Tay này hút 4 này. Quá ngon. Như vậy thì được 450 cộng với 50 là được 500 rồi. Thấy không? Em thấy không? Mình đánh có 3 4 tay thôi đã được 500 rồi. Cực kỳ là ngon nha. Đó, thì anh có thể quay lại mức vốn ban đầu nếu mà thắng như mình. Đó. Cái trò này thì tỷ lệ sẽ là 30% thôi. Vì vậy mà anh em đánh thì căn vốn sao cho hợp lý nhất nha. Không nên đánh gấp gấp phép nhiều. Được chưa? À, được 350 à? Được 350 anh em ạ. Đó, được 350 nha. Đó, em thấy không? Giá cực kỳ nhiều ba luôn, mình phải thề với anh em là như vậy. Đã cực kỳ nhiều ba luôn. 100 luôn. Đó,
hiện tại thì đang được là 300. Đúng rồi, hiện tại đang được 300 này. Ok, húp tay này nhá. 200 nữa là ăn được 500 rồi. 500 ngon lành đúng không nhá. Đánh cái trò này thì cực kỳ là phê luôn. Quấn anh em ạ. Nó ăn cũng cực kỳ là nhiều. Ăn nhiều hơn hẳn những cái trò kia nha anh em. Tiếp tục đi. Bây giờ thì mình sẽ đánh lên là 50.000. Đó, quay lại mức vừa ban đầu thôi. Thắng cái là quay lại mức vừa ban đầu nha. Đó, hiện tại thì ăn được 400. À 500. Mình có 2.250.000 thì hiện tại là được 2.750.000. Đó, ăn được 500 rồi. Quá ngon. Tiếp tục này. Đó, ý con mẹ, mình thề với anh em luôn, ra cực kỳ nhiều ba luôn. Ý con mẹ lắm ba thế nhỉ? 100 luôn. 456. Ra 1. Tiếp tục này. 456. 8 nữa thì mẹ ăn luôn. Cái này thì mình phải đánh lên 150.000 thôi. Hiện tại thì vẫn đang được 250 nhé. Ok, ăn tay này anh em ơi. Ăn rồi. Ok, thì để mình xem chốt lãi bao nhiêu đây. Đó, 2.800.000 nha. 2.800.000 trừ đi 250. 250 là bao nhiêu nhỉ? À, 550.000. Đúng rồi. Là 500, lãi được 550.000 nha. Đó, thì có lẽ là video của mình kết thúc rồi. Anh em xem thì để lại cho mình một like và một đăng ký nha. Cảm ơn em rất nhiều. Bye bye.